Tin tức về trận động đất khiến hàng trăm người thiệt mạng cuối năm 2023 ở Trung Quốc đã không được quan tâm đúng mực. Chuyên gia cho rằng đó là kết quả của một thảm họa nhân đạo và nghiên cứu đã chỉ ra lưu vực sông Hoàng Hà, Trung Quốc đang phải đối diện với những mối nguy hiểm rất đáng lo ngại. Một bài báo khoa học xuất bản năm 2021 có tựa đề nghiên cứu đánh giá triển vọng về các quá trình địa chất bề mặt và ảnh hưởng thiên tai lớn ở khu vực sông hoàng hà thuộc dự án của quỹ khoa học tự nhiên quốc gia dự án khoa học và công nghệ chiến lược hàng đầu của viện hàn lâm khoa học trung quốc do nhóm học giả lan hằng tinh nghiên cứu đã chỉ ra ba thảm họa lớn mà lưu vực sông hoàng hà đang phải đối mặt một trong số đó là thảm họa lở đất nghiêm trọng ở thượng nguồn sông hoàng hà Nghiên cứu khoa học cho thấy, hơn 90% các vụ trượt lở đất lớn xảy ra trong phạm vi 5 km ở cả hai phía của các đới đứt gãy. Đặc biệt, ở những nơi có các trận trượt lở đất nghiêm trọng phân bổ dày đặc tại giao điểm của các đới đứt gãy. Các vụ lở đất nghiêm trọng có đặc điểm phân bố không gian theo các dòng sông, trong đó điển hình nhất là các vụ việc ở đoạn sông từ Long Dương Hiệp đến Lưu Gia Hiệp theo đó, tác giả Lý Quảng Tông tin rằng trận động đất ở huyện Tích Thạch Sơn cuối năm 2023 là một trận động đất do hồ chứa gây ra bởi dự án đập hồ chứa Tích Thạch Sơn và sự phát triển bậc thang của 25 đập cao trên dòng chính của sông Hoàng Hà từ Long Dương Hiệp đến Lưu Gia Hiệp. Đoạn Long Dương Hiệp đến Lưu Gia Hiệp thuộc thượng nguồn sông Hoàng Hà, nơi phát triển các nhà máy thủy điện và khu vực điển hình và dày đặc nhất của các vụ lở đất nghiêm trọng, là nơi bùng phát nhiều nhất các thảm họa sinh thái và môi trường. Theo chuyên gia Thủy Điện Gốc Hoa sinh sống ở Đức, Vương Duy Lạc, trận động đất ở huyện Tích Thạch Sơn năm 2023 là lời cảnh báo rằng thượng nguồn sông Hoàng Hà đang phải đối mặt với một thảm họa sinh thái và môi trường toàn diện. Tâm trấn của trận động đất ở huyện Tích Thạch Sơn nằm ở thị trấn Liễu Câu. Theo các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tính đến ngày 22 tháng 12 năm 2023, trận động đất đã khiến 148 người thiệt mạng, trong đó có 117 người ở tỉnh Cam Túc và 31 người ở tỉnh Thanh Hải. Tuy nhiên, nơi tập trung nhiều người chết nhất không phải ở Tâm Trấn Liễu Câu, cũng như không phải ở huyện Tích Thạch Sơn, quận Đông Dân cách Tâm Trấn 8 km. Thay vào đó, số người chết nhiều xảy ra ở thị trấn Đại Hà Gia, huyện Tích Thạch Sơn, nơi bờ nam sông Hoàng Hà. Số người chết lên tới 73 người, chiếm 62% số người chết ở tỉnh Cam Túc. Thị trấn Đại Hà Gia cách tâm trấn của trận động đất khoảng 14 km, nhưng cách hồ chứa Thạch Hiệp Thủy, trung tâm phía sau con đập khoảng 5 km và chỉ cách trung tâm phía sau đập Đại Hà Gia 800 m. Khoảng cách gần nhất đến hồ chứa chỉ là 600 m. Số người chết ở tỉnh Thanh Hải tập trung ở thị trấn Trung Xuyên, huyện Miên Hòa, trên bờ bắc sông Hoàng Hà, cách tâm trấn trận động đất khoảng 16 km và cách hồ chứa Thạch Hiệp Thủy chưa đầy 10 km. Thị trấn Trung Xuyên cách đập Bích Linh khoảng 15 km và cách cuối hồ chứa chưa đầy 3 km. Số người tử vong do động đất ở huyện Thạch Tích Sơn phân bổ ở cả hai bên sông Hoàng Hà. Theo chuyên gia Thủy lợi Vương Duy Lạc, vụ việc rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi sự phát triển bậc thang của các đập cao và hồ chứa. Sự phân bổ không gian này củng cố quan điểm của nhóm học giả Lan Hằng Tinh rằng trận động đất ở huyện Tích Thạch Sơn là do hồ chứa gây ra bởi sự phát triển bậc thang của hồ chứa Tích Thạch Hiệp cùng hồ chứa từ Long Dương Hiệp đến Lưu Gia Hiệp và 25 đập cao. Ngoại trừ nguyên nhân tử vong ở thị trấn Trung Xuyên, huyện Miên Hòa, tỉnh Thanh Hải là do lở đất, nguyên nhân tử vong ở tỉnh Cam Túc chủ yếu là do sập nhà, không có báo cáo về nạn nhân tử vong do lở đất. Huyện Tích Thầy Sơn có núi cao, sườn dốc có độ cao tranh lệch lớn, động đất có thể dễ dàng gây ra chuỗi thảm họa địa chất như lở đất và dòng chảy mảnh vụn. Như nhóm học giả Lan Hằng Tinh đã chỉ ra, các vụ lở đất nghiêm trọng ở thượng nguồn sông Hoàng Hà tập trung ở đoạn chính của dòng sông Hoàng Hà từ hẻm núi Long Dương đến hẻm núi Lưu Gia. Từ đó, các vụ lở đất đã diễn ra gần đây. Một số đã chặn dòng chảy sông Hoàng Hà, gây ra lũ lụt, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của người dân Trung Quốc. Theo chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc, điều này cũng giải thích rõ tại sao trụ sở cứu trợ động đất tỉnh Con Túc về cơ bản đã kết thúc công tác cứu hộ động đất vào lúc 3 giờ chiều ngày 19 tháng 12, tức là 15 giờ sau khi trận động đất xảy ra, và tuyên bố chuyển trọng tâm sang việc điều trị những người bị thương và tái định cư cho những người dân bị ảnh hưởng, và yêu cầu đội cứu hộ địa phương rời đi ngay lập tức theo tiến sĩ vương một trong những mục đích của động thái này là để che đậy sự thật về công cuộc xóa đói giảm nghèo mà toàn thể người dân huyện tích thạch sơn và một mục đích khác là để che đậy những cái chết thương tâm của người dân ở các vùng sâu vùng xa của huyện đặc biệt là những người chết vì trận lở đất Trước khi các đội cứu hộ nước ngoài tiến vào vùng sâu vùng xa nơi còn núi cao và sườn dốc của huyện Tích Thạch Sơn, họ bị đuổi ra khỏi huyện. Đây cũng là để người ngoài không thể tiếp cận được với sự thật, trong khi các đội cứu hộ địa phương có thể dễ dàng kiểm soát và không cho phép tin tức dò rỉ ra ngoài. Ngày 25 tháng 12 năm 2023, một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất mạnh 6,2 độ Richter ở huyện Tích Thạch Sơn đã được tổ chức tại thị trấn Đại Hà Gia. Đánh giá từ những bức ảnh do Tân Hoa xã chụp, hầu hết những người tham gia buổi chia buồn là cảnh sát vũ trang Trung Quốc, lính cứu hỏa, nhân viên y tế tham gia cứu hộ, cứu nạn sau trận động đất. Tang lễ cho các nạn nhân trong trận động đất không được tổ chức ở thị trấn Liễu Câu, huyện Tích Thạch Sơn, tâm trấn của trận động đất cũng như các khu vực tương đối gần tâm trấn. Thay vào đó, nó được tổ chức khá xa tâm trấn, nhưng rất gần đập hồ chứa Tích Thạch Hiệp, thị trấn Đại Hà Gia. Theo chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc, điều này cho thấy nơi xảy ra trận động đất khiến nhiều người chết nhất là thị trấn Đại Hà Gia ở bờ nam sông Hoàng Hà. Trước đó, vào ngày 22 tháng 12 năm 2023, Văn phòng Thông tin Chính phủ Nhân dân tỉnh Thanh Hải đã tổ chức họp báo về bản đồ cường độ động đất 6,2 độ Richter ở Tích Thạch Sơn, Cam Túc. Mã Túc Hổ, phó giám đốc cựu địa chấn tỉnh Thanh Hải, đã giới thiệu và diễn giải rằng cường độ tối đa của trận động đất là 8 độ và khu vực có cường độ 6 độ trở lên bao phủ diện tích 3.132 km2 ở tỉnh Thanh Hải, liên quan đến hai thành phố, 4 quận và 30 thị trấn. Một tin chuyên đề của DKN xin tạm dừng ở đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bình luận mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mai anh xin kính chào và hẹn gặp lại!